Kính thưa quý vị, sau một thời gian nghỉ ngơi và tôi bắt đầu là chim giờ vàng đã đến rồi, thì chim bắt đầu về đông đông chút xíu, tôi quay xem nó tỉ lệ nó vào trong cái nhà chim này đang sao. Trời bắt đầu tối rồi. Ở đây thì thực sự với quý vị là tôi đã từng nói là người là khóc chơi của chim khi mà tôi mở âm lên nó khoảng 200-300 mét, thì cũng có nhiều người không tin. Không tin thì thôi, nhưng mà hôm nay bác chủ nhà nói là công nhận này nó chơi mấy trăm mét thật. Nó chơi có những lúc có thể lên đến nửa cây số. Nó chơi rất là xa và đến và nó xét qua đây, quý vị nếu quý vị nhìn thấy nó bay từ bên xa đi vào này. Đấy, bay rất xa đi vào để cuốn theo cái đàn chim này, chứ không có phải là chuyện đơn giản đâu thưa quý vị. Mà quý vị thấy rồi, cái động tác con chim nó bay nó bình yên như thế này thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng nó không đến nỗi lắm. Và đơn giản hơn là quý vị cũng thể tự, quý vị cũng thể nghe cảm giác được cái tiếng chim thật của con chim nó bay đây. Thực sự từ ngày làm nhà yến đến bây giờ chưa có ngày nào có cái hiện tượng như thế này. Nằm mơ không dám thấy. Nằm mơ không thấy à? Hôm nay thì nó thực tế, nó là thực tế nhà bác rồi. Không còn thể... Không phải xem qua... clip của ông Tiến nữa rồi. Đang là hôm nay bỏ kính ra nhìn chị vẫn thấy. Chúng tôi làm video thực sự ra cũng là một cái kênh cho các bác chủ nhà yến để giải trí sau khi chúng tôi sửa nhà yến. Thế thì cũng tâm sự thật với các bác như thế này, có những cái nhà yến mà vận hành chưa được một năm nó không có chim, mà khi chúng tôi đến đấy là chúng tôi phải làm lại từ A đến Z luôn, thì chúng tôi lại phải reset lại căn nhà yến đó, làm lại từ đầu. Từ cơ bản chạy âm cho đến tất cả mọi thứ thì cũng cứ như một căn nhà mới. Nên là các bác cũng bảo là tại sao mà làm nhà người khác, nhà kia nó nhiều thế mà nhà này nó lại không có. Bởi cũng thưa với quý vị rằng hai con bồ câu nó bay qua. Cũng thưa với quý vị rằng đối với một nhà mới chúng tôi phải tái thiết lại toàn bộ cái môi trường nhà mới. Trong thời gian xử lý vi sinh cũng như là nhất là thời gian tôi xử lý vi sinh trong tháng đầu tiên, nó không có chim đến đâu. Thưa quý vị như vậy, nó sẽ không có chim đến mà nó đến rất là ít. Thế sau sáng thứ nhất thì sáng thứ hai bắt đầu là vi sinh nó hoạt động và các cái mùi màng ở trong nhà nó được tẩy uế và ẩm nó được hạ xuống, thì lúc đó là bắt đầu có chim và nó tăng dần theo thời gian, chứ không có phải là chúng tôi là thánh thần gì để khi mà làm nhà mới mà quý vị đòi hỏi là nó phải chim về rất là nhiều. Nhưng không nói như thế là không phải nhà nào cũng như nhau, nhưng có những nhà mở một âm một hai tuần là bắt đầu có chim ở rồi nhé thưa quý vị. Nó còn ăn thua nhau ở cái vị trí nhà chim, nó ăn thua nhau ở cái góc độ là cái kết cấu xây dựng của nhà chim xử lý ẩm nó tốt hay không, và điều quan trọng nữa nó khu vực đó có bị loạn âm hay không. Một số cái đến chẳng đặc biệt như là da này đắc đắc này, phần lớn là các chủ nhà hay sử dụng là các kỹ thuật hay sử dụng âm Indonesia, thì tôi cũng nói qua một cái dòng âm Indonesia như thế này, dùng âm Indonesia thì nó sẽ rất là mạnh, chim đến chơi rất là ác, phải là cực kỳ luôn. Đấy là dòng dùng âm Indonesia, mà âm Indonesia thì không bền chim. Tôi nói thật ra là nói thẳng tôi không bao giờ dùng âm Indonesia, mặc dù chim đến rất là mạnh nhưng mà tỷ lệ ở đậu lại thì hơi bị kém, không nên tôi không dùng. Mà âm Indonesia thì phải mở to cơ, mở nhỏ là chim không đến mà phải mở to. Đấy cũng đặc điểm là như thế. Nên là cũng đã có một số chủ nhà thì đã sử dụng âm in, khi chúng tôi sử dụng âm Indo. Trước đó chủ nhà sử dụng âm Indo thì chim đến rất là nhiều. Nhưng sau này chúng tôi là dùng các demo của Malaysia gốc cái để chúng tôi làm âm ấy thì chim không đến. Và xong là người cứ lóng như kem ấy, cứ lóng như kem luôn là em phải thử cái này, em phải thử cái kia, âm của anh nó không đến. Tôi bảo thích thì cứ chơi, không nói nhiều. Đấy. Thế còn thực sự ra chúng tôi cũng không phải là cái người đi làm xong là kiếm vài ba đồng xong là bỏ chạy đâu. Thực sự quý vị tôi nói thẳng thắn với nhau như thế, vì khi mà làm cho quý vị xong chúng tôi vẫn phải chăm sóc về khi quý vị mà bộ điện thoại cho chúng tôi vẫn phải hướng dẫn vận hành. Và tất cả các nhà yến nên thường tôi đã đưa lên YouTube, kênh YouTube nó rất là hay, nó lưu giữ lại những cái khoảng khách của cái nhà yến đó và kết cấu của nhà yến đó. Khi tôi cần tôi mở ra cái là tôi biết ngay cái nhà yến nó ra và tôi sẽ có hướng xử lý. Và tôi có hướng xử lý thì trước sau thì nó cũng thành công thôi, không sớm thì muộn. Nên là nóng như kem thì là không có được, nó đúng như thế. Và vận hành theo tự ý của mình thì nói chung là tôi nghĩ là nó không lên tí nào. Chúng tôi làm, khi tôi bước đến làm cho quý vị là chúng tôi đã cân khí, cân nhiệt, âm các thứ gần chúng tôi đã nghiên cứu và gần như hoàn chỉnh rồi.
quý vị chỉ làm sao cố gắng là canh cho tôi hai cái âm ly không bị cháy là chúng tôi đã là điều hạnh phúc của tôi rồi. Canh cho tôi không con chuột, không có con rán, không con tắc kè vào nữa, đó là điều hạnh phúc của chúng tôi rồi. Thành công của quý vị cũng là thành công của chúng tôi, nên chúng tôi cũng cố gắng làm những gì tốt nhất cho các bác, các cô, các anh, các chị và các kỹ thuật cũng nên tham khảo. Chứ tôi không có quyền gì để mà phải làm theo tôi đâu. Đấy. Thấy đúng thì làm, mà thấy sai thì thôi, không cần theo nữa. Và chim bây giờ thì nó bắt đầu nó vào rồi thưa quý vị. Đấy, nó bay vào, tốc độ vào là cực kỳ nhanh. Đấy, nhảy qua một phát là chớp mắt cái là đã vào trong nhà rồi. Đấy. Cực nhanh luôn, nếu mà camera mà cái camera mà cái độ quét thấp á, là không xem được con chim. Yeah. Bay như tên luôn đấy. Quý vị cứ đánh kỹ là tôi đã để sát cái ống kính đây rồi. Quý vị thấy nó nhảy một cái là vào tiếp trong luôn vào. Hôm nay cái nhà này thì đặc biệt nó không có đường dẫn. Từ trước nó không có một cái đường dẫn, không có một ống khí nào luôn. Đấy, nên chúng tôi đã phải làm lại đường dẫn và nhà này thì phải hoàn thiện toàn bộ là từ gỗ chuyển từ nam nhựa sang nam gỗ, và chúng tôi cũng phải cố gắng làm sao thực bị khéo léo để giữ chim lại cho chủ nhà. Bởi vì dẫn được một con chim thời điểm này mà dẫn được con chim vào trong nhà ở mà làm tổ cho mình đúng thực sự là vô cùng là khó khăn, rất khó khăn luôn. Chúng tôi đi sửa chữa nhà yến thì không có quyền lựa chọn thôi quý vị, vì kết cấu của nhà yến như thế nào chúng tôi phải sửa theo thế thôi. Chúng tôi cũng không thể làm xoay chuyển tình thế là phải làm thế này phải làm thế kia, nhưng chúng tôi làm cố gắng làm sao được cân khí cân nhiệt sao thật tốt nhất. Có những nhà yến mấy năm về trước phải làm xốp ở trong, có những nhà mà làm xốp là hai lần xốp cơ, xốp cứng cơ, xốp làm sao thật mát cơ đấy. Thì làm chúng tôi là khoan lỗ rất là vất vả thực sự quý vị. Như vậy thì tường nó vừa lạnh mà nó vừa giữ ẩm ở trong khe tường nữa. Đấy, nên là phải xử lý rất cực khôn khéo. Nên có những nhà yến ấy mà không sử dụng xốp ấy là chúng tôi khoan ít lỗ. Mà những cái nhà yến nào mà đã sử dụng xốp thì chúng tôi phải dùng rất nhiều lỗ khí. Đấy, cũng phải thưa quý vị. Nên là một số khán giả cũng hỏi tôi là sao cái nhà này nó mở ít ống thế mà nhà kia mở nhiều ống. Cái nhà nào mà mở nhiều ống cái nhà đó là bị ẩm ở trong khe tường. Thứ nhất bị thấm ở trong khe tường. Cái thứ hai ấy là nhà nó bỏ xốp trong nhà nên chúng tôi phải khoan rất là nhiều lỗ và mở rất nhiều lỗ. Nhưng có những cái nhà mà nó không xây đặt chỉ tiêu về kỹ thuật rồi, tức là khe tường rộng và giữ nhiệt là ở trong cái khe tường tốt, thì chúng tôi mở ít rất ít lỗ, thậm chí có 10 lỗ, thậm chí 15, 16 lỗ, nó tùy theo. Nên là quý vị cũng hỏi tôi rất là nhiều vấn đề sao cái nhà này ít nhà kia nhiều, thì thực sự ra rất tôi phải ở trong cái nhà đó tôi mới biết được. Chứ còn thực sự ra hỏi tôi là nhà của em có 100 m² mà em mở 16 lỗ rồi có được không anh, thì tôi thật sự ra tôi chịu, không biết có câu trả lời trong cái câu hỏi này. Vì tôi không vào trong nhà yến thì tôi không thể nói mò được, mà làm kỹ thuật mà nói mò phát biểu nôm cơm thì không có được đâu thưa quý vị. Cũng thẳng thắn với nhau thế này, nhiều lúc cái câu trả lời nó không được thỏa đáng cho quý vị, quý vị hết sức thông cảm cho tôi. Và bây giờ thì bắt đầu là nó vào rồi. Thực sự quý vị, mà bây giờ nó vào là vào theo đàn theo được, chứ không bao giờ có cái chuyện mà vào từng lẻ từng con một đâu nhá. Đấy. Đoàn cứ quấn thế này thôi. Nên là cái vận hành nhà yến, tôi sửa chữa nhà yến thì rất là nhiều. Nói chung là từ khu vực Thanh Hóa tôi cũng đã ra rồi, Quảng Bình tôi ra rồi, cho đến khu vực đèo Hải Vân từ Quảng Nam Đà Nẵng. Đấy. Mấy tỉnh trong đó đi tôi cũng đã đi rất là nhiều nơi rồi, đến Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk đến tận mũi Cà Mau cơ. Nên là mỗi lần đi đó là một sự trải nghiệm về cái khí hậu đặc điểm của từng nơi một nha quý vị nhé. Không nơi nào nó giống như nào đâu. Có nơi thì 3 mùa, có mùa thì 4 mùa, có nơi thì 2 mùa mưa nắng, nên là rất là phức tạp trong vấn đề xử lý nhà yến. Thì mỗi một vùng nó lại có một cái khí hậu và một cái cách làm khác nhau, không giống nhau. Nên không thể mà mang kiến thức của miền Tây này đưa lên mùa vùng Tây Nguyên, cũng không thể mang kiến thức từ Quảng Bình mà đi vào miền Cà Mau được đâu thưa quý vị. Và đây quý vị cũng thấy quang cảnh là chơi rất là rộng, cực kỳ rộng luôn. Và tôi thấy sao này. Đấy. Và tôi nói thực sự ra với quý vị rằng số chim này sẽ vào nhà ông chủ này hết, chứ không bao giờ đi đâu nữa. Giờ này mà không vào thì trước sau nó cũng phải vào, không có cửa để đi chỗ khác nữa đâu. Chơi rất là rộng này. Đấy. Nó quay theo cái vòng này cực kỳ luôn. Đấy. Âm này thực sự là âm thật của nó đang kêu nhá. Còn âm của tôi chỉ máy tí thôi. Các bác cũng không thể nghe thấy âm này đâu. Đứng đây là không nghe. Đây bác đứng đây bác không nghe thấy thì thực sự ra là ok rồi. Đấy.
Đấy, sướng chưa? Làm này ông bên cạnh thì nhìn lại đi cày sắt nữa. Đây của nó mất trống. Thôi cứ 200 mét vuông này xong này ra ăn dưỡng tuổi nhà là được rồi, chả cần gì làm nhiều đâu, nhức đầu thêm. Tôi thì tôi thực sự ra tôi làm kỹ thuật thật, tôi cũng rất là can những người làm mới. Làm mới là phải gì? Là phải được thiết kế ngay từ đầu, chọn được vùng chim vị trí tốt. Cái thứ hai nữa là phải tài chính là phải rủng rỉnh, chứ đừng đi vay đi mượn mà đi mua mà làm nhà yến là thực sự ra nếu mà ông kỹ thuật tốt thì vài ba năm sau mới có thu, mà ông kỹ thuật mà dở dở thì thôi sẽ chết chả có dại. Vâng, đấy thì cũng thưa quý vị như vậy. Tôi cũng chia sẻ là như vậy thôi, còn các bác thì cứ thích thì các bác cứ xây. Em thì cũng không cản được, khi đã máu lên các bác máu lên thì biết bố cháu là ai thì em chịu. Nếu muốn xây nhà hiến thì cứ gọi ông Tiến. Phải được thiết kế, được bản vẽ làm một cách bài bản sẽ ok thôi, không có gì cả. Nhà bác này là bác bảo là khoảng 200 tổ nhưng em nghĩ rằng nó cũng chưa được 200 tổ. Tổ nhỏ quá mà không làm lại, đôi khi lấy xong không làm lại luôn. Vâng, nó thực sự cái gì nó đẩy cái miếng nổ là nó đi qua phát nhảy vào luôn. Hay thế, chớp phát là vào mất. Hắn còn mải chơi lắm, chim này chim mới, chim mới này nhiều lắm nha. Nguyên một vùng kia bác thấy mà tít bên kia nó bay về kìa, thấy không? Chim nhà chưa về đâu. Tít bên kia chim nhà 6 giờ. Chim nhà chưa đâu. Này chim khách. Chim nhà về 6 giờ nhé. Khi con chim nhà vào mà vào một số thôi. Vào... chim nhà thì nó sẽ về, mà khi nó về rồi thì cái đám này sẽ vào theo nhé. Chim mới ấy, nó sẽ vào theo nó thân chim cũ. Đấy nó chờ đợi nhau. Ôi trời ơi. Ở đây này có cây anten này nhiều ông này. Bác được bắn sái cây anten nhé. Cái anten này nhà bác không bị sét đánh. Tóm lại thế. Thế nhiều ông làm kỹ thuật thì làm chán chê rồi không có chim tại cây anten. Đầu tại cây anten. Gần cây anten ok. Cây anten thì tôi gần cái đấy. Đấy nó vào nhắn vào cực nhanh luôn. Nó kêu đã không? Vui như tết. Đấy, úi giời nó vào. Mày vèo phát. Đấy vậy thôi. Nó vào nó không ra. Ra sao được, em ép âm sao ra được. Vào không ra. Tại vì em chỉnh âm ấy này, em dựa vào cho bên trong chỉnh trong nhà, chứ không phải em dựa vào loa ngoài sân để em chỉnh. Vâng, đấy. Buổi sáng em tắt máy để cho thợ làm là nó không muốn ra nữa. Nó ra, ham âm lắm. Tắt cái loa ru để cho nó ra trước mà nó có chịu ra đâu. Nó ra. Nó ham âm lắm, đấy âm mình chạy cho chuẩn, chỉnh chuẩn là nó ok. Để nó dẫn tắt loa âm thì nó bắt đầu bây giờ mới về mới kinh khủng kìa. Bây giờ nó mới các bốn phương bốn hướng nó về kìa. Đây bốn hướng nó về này, bác thấy không, nó quay tròn thế này. Vâng đây đấy, đã chưa đấy. Mơ không thấy mấy năm nay mơ không thấy à? Cháy gió trời chưa bao giờ có cái tình trạng này. Bao nhiêu mấy ngày anh em đổ mồ hôi nước mắt ra. Bác sợ là em biết bác năn tăn là vấn đề từ chuyển từ năm nhựa sang năm gỗ, có những cái tổ nó ở trên năm nhựa. Bây giờ mà dục nó xuống ấy thì tội nó. Mà bỏ nó thì không có được. Thế bác cũng xót ruột em, mà cứ yên chí về em có phương án. Thế thì đánh dấu lại. Xong đánh gỗ lên bắt nó đó dính cái tổ. Thấy không, bác thấy bằng chứng hôm nay là có hai con chim, chim con đúng không, nó vẫn đu ở cái tổ đó, vẫn đu cái tổ nó không có bỏ đi. Bác nên đóng gỗ này vẫn ở năm gỗ đúng không. Tuấn là chật cực kỳ chân tình, nó kỹ. Không, anh em đội cho em làm thì ai nhà ai hết. Em chẳng qua mấy là em bận quá không lên được, chứ còn lên được em muốn làm cùng với anh em. Dạ. Anh em còn được mặc áo, em đâu được mặc áo đâu. Con phải cảm nhận. Tại Tuấn đến hôm nay em đào tạo cho nó cũng cảm nhận được cái âm với cái nhiệt khí ấy, rất tốt. Mấy năm trời anh ạ, chứ không phải là một hai đâu phải tự nhiên làm đâu. Tuấn em đấy, miền Tây không đeo kính, miền Tây.
Nói chung là làm cái này tưởng là đơn giản nhưng không đơn giản thế nào cả. Đúng rồi, nếu mà người không hiểu biết thì cứ nghĩ là xây nhà lên xong rồi bắn lam lên. Đấy, vào đây. Bắt đầu vào này. Bắt loa vào. Bắt đầu vào đây. Trời, bắt đầu vào. Cứ nghĩ mở chẹt chẹt là nó về nó ở nhưng mà đâu phải đâu. Không phải đơn giản đâu. Ui, nó kêu, tự nó kêu ghê nhỉ. Nhà yến thì thơm tho rồi, không sao đâu. Để em về em gửi vi sinh nhé, em gửi vi sinh trong kịp. Tại mấy này nó hết vi sinh rồi, hàng nhà về chưa có kịp. Còn tại ngày giờ nó đặt nó cũng muốn là 5 gói 10 gói không à? Bây giờ thì thôi khỏi suy nghĩ rồi. Cái này cây trên lâm gỗ giờ mình có phải không xử lý ở dưới thôi, nói sao ạ, xử lý ở dưới thôi, để mấy nữa hàng về thì em lấy địa chỉ của anh em gửi cho anh nhé. Xử lý theo đúng quy trình. Giờ chỉ nằng khao là anh cố gắng giữ cho em hai cái âm ly không chết. Âm ly thì âm ly ok rồi đấy. Âm thanh thì em lấy để dự phòng cho anh rồi nhé. Có một bác ở Đắk Song hôm nay ấy, là đúng từ ngày làm đến giờ 8 tháng là bác tuân thủ cực kỳ luôn. Vừa đi ra với bót lên xong tuân thủ cực kỳ luôn. Lúc lên làm có 2 năm tổ, hôm nay lên 140 tổ, đếm từng tổ luôn. 8 tháng. Mà bác tuân thủ tuyệt vời luôn. Đấy. Không sọc dạy, chỉ có canh mạt. Canh. Thứ hai là canh âm ly thôi. Giờ lôi nhau nó vào rồi. Ở đấy. Lôi nhau nó vào. Đấy. Úi giời ơi, tối rồi. Rồi, không còn đường đi đâu nữa đâu. Nào vào đi. Ui, đã vào nhanh kinh. Còn bay ngoài nhiều lắm. Sướng, chuyến đi làm này chính là cũng sướng nhỉ. Cứ thế là làm video này sướng thì vui. Vui chứ, giải chết mà. Đam mê. Úi dồi ôi, anh ơi, mất ăn mất ngủ nó mơ Yến luôn mà, mơ em Yến luôn. Nằm bên vợ mà cứ mơ em Yến, cứ chặt chẹt cái miệng, nó tát cho sưng mỏ ấy. Ờ chưa? Đấy, bắt đầu vào mạnh rồi đấy. Úi, quậy ác chiến. Chưa bao giờ thấy đúng không? Yeah. Úi giời, 5 ngày này, úi giời nó vào kìa. Mấy con liệt. À, làm video này tâm sự nó cũng vui. À, hai là giải chết. Úi giời nó vào kìa. Chưa về đâu nhé. Chưa. Úi giời này. Em. Chưa 6 giờ trên nhà chưa về được. Úi giời nó vào kìa. Đấy. Úi giời, úi giời. Úi giời. Còn mấy cái dạng này là cũng còn chưa định cư này. Chưa. Dạng này là vẫn đi tìm bầu bạn để tìm chỗ. Thực tế nó rất cần chỗ ở. Khi mà con chim nó tách đàn ra là nó đang cần chỗ ở. Như em nói với các anh ấy là 3 tháng đầu tiên con chim con nó ở nhà mình. Anh khi hiểu không? Anh. Khi nó trưởng thành ngoài sang tháng thứ tư thì bắt buộc nó phải đi. Nó phải ra trường môi trường bên ngoài. Thì khi ra môi trường bên ngoài cái âm thanh của mình nó thuộc bài rồi. Mình nhớ trong đầu. Nó nhớ trong đầu của mình vì giống chim này nó lưỡi thẳng. Nó không phải lưỡi cong như con khác, như con vẹt ấy, nó cứ học vẹt ấy. Nó học vẹt ấy, nó đâu có nhớ cái gì đâu. Thế là cứ theo quán tính như vậy. Và khi ra ngoài nó kết bạn được với môi trường bên ngoài, con đực sẽ kiếm được con cái và con cái sẽ kiếm được con đực. Nó rất khoát không có hai con trong nhà để trùng huyết. Thế nên là từ tháng thứ nhất con chim nó tách đàn đến tháng thứ ba, tháng thứ tư thì chim ở nhà rất đông. Sang tháng thứ tư thì tự nhiên chim nhà mình nó mất. Tự nhiên nó đi đâu hết, chủ nhà bắt đầu điện thoại alo kêu kỹ thuật mất chim. Anh ơi làm sao bây giờ nó mất hết cả chim rồi, bây giờ nhà em không có nào giờ bắt đèn nào kia. Tôi bảo là nếu mà các ông để nguyên vậy 1 tháng nữa 2 tháng nữa nó dẫn con chim nữa về đó, con nào đi thì đi, không thích thì đi. Con nào ở thì nó ở, là nó thêm một con nữa vào làm tổ. Vâng. Thế nên trong cái 3 tháng đó nó bỏ đi như vậy, nó tiếm cặp, nó bắt cặp với nhau rồi nó tạo môi trường, rồi nó ở ngoài rủ rê thì bắt đầu mình ở nhà kỹ thuật với chủ nhà cứ lóng như kem. Thế là bắt đầu vào là thay âm, ai chỉnh chạc tùm lum. Thế khi nó về khi thay âm một cái thì cái tiếng nó đang kêu như thế nó quay về nhà mình. Thành nó quay về nhà mình, thế nó thấy nó lạ hoàn toàn luôn. Thế là em dắt nhau ra đi. Thế là từ đúng chuyển thành sai. Đấy. Nên là cái việc âm thanh đây,
ông nào mà càng nhiều nhà, càng âm nhiều, càng nhiều USB, càng nhiều thẻ nhớ, nhà nó càng chết. Giữ nguyên bộ âm đấy cho. Kiên trì. Trì âm là thắng lợi. Khi biết đó, âm nhà không bị sai. Vùi nó vào kìa. Đấy là cũng tâm sự với mấy bác chủ nhà cũng như là bên cộng đồng, cũng nên để ý cái chuyện đó. Tức là đi 3 tháng nó cặp bồ xong, nó có yên bề gia thất, nó cưới nhau ở ngoài rồi, nó có trứng, nó bắt đầu nó về chuẩn bị đàn tổ. Nó dắt về bắt đầu xây tổ ấm, bắt đầu là chủ nhà nóng như kem, bắt đầu thấy mất chi mà ngoài nào cũng đếm. Đếm chẳng sao mà đếm được, chim trời sao mà đếm, đếm cái gì mà đếm. Phải thuộc cái đặc tính sinh học của nó để mà sao vận hành cho nó đúng. Đếm gì mà đếm. Như thế này thì mình không phải đếm. Đếm gì mà đếm. Nó chơi như thế này, một tuần sau nó thưa dần nhé bác nhé. Thưa dần là nó quen âm, nó vào luôn nhé. Đấy. Này nó còn mới lạ. Ngày mai nó cũng vào phần trắng trong nhà. Ngày mai là bác Thảo là để nguyên vậy thôi. Một tuần sau bác thì ký sinh là có phần trắng trong nhà rất là nhiều nhé. Đấy. Nên là mới biết sao nhà bác đi buôn là có thi vốn rồi, buôn nó cũng nhanh. Đấy. Chứ còn nếu mà nhà mới mà đòi như thế này nó không có đâu. Đúng rồi. Nhà mới mình phải tái thiết lại môi trường. Mất đôi 2 tháng, đôi khi 2 tháng, thật 3 tháng bắt đầu được chim nó mới ổn định môi trường, nó mới ở. Thế mà 2-3 tháng đầu tiên chủ nhà cứ lóng hết cả lên, xong rồi là ngoặng hết cả lên. Toang. Đấy, nói được dễ. Nên là một số nhà vận hành em đi sửa là có nhà 5-6 tháng kỹ thuật không có, chủ nhà còn là cắt đứt hợp đồng rồi em đến làm. Làm xong thì cũng bảo là 5-6 tháng, nhưng 5-6 tháng là của ông chủ cũ, của ông kỹ thuật cũ, của ông mới này làm có được có tháng chưa xử lý xong môi trường mà. Ông tính là cũ chưa hạ được ẩm này, âm chưa thích hợp này, chưa ngon này, là đâu có được đúng không? Chim nhà cộng vào giờ đấy vào này. Thế bắt đầu là nóng ruột lên, xong bắt đầu thay âm tầm bài bạ vào thì thôi, nhưng sao chỉ có toang thôi. Bởi vậy chữa chủ nhà khó hơn chữa yến, nhà yến. Chủ nhà phải hiểu, phải hiểu vấn đề, nó khổ lắm, nhiều lúc không chịu hiểu cơ. Kỹ thuật phân tích thì phải lắng nghe, phải suy ngẫm thì nó mới ra. Còn em này em chia sẻ hết nhá, em không có giấu cái gì đâu, mới khách hàng của mình đâu, ngay cộng đồng cũng vậy thôi, em không có giấu cái gì cả. Anh xem trên YouTube anh biết chú chia sẻ đúng chân tình. Thực tế ra nó tỷ lệ thiệt hại trong nghề yến của Việt Nam nó rất là nhiều, nên nó không muốn thất bại nữa, không muốn phát sinh thêm mới nhiều nữa, mà muốn thất người thất bại mới nữa, hiểu chưa? Bác thấy mỗi ngày nó nhiều kìa, thấy không? Nó như một cái dòng nước chảy á, thấy không? Bác cảm thấy nó như dòng nước chảy không? Đấy. Ở đâu quận quận quận. Ông già nó chim nhà về đây này. Đấy, nó quay, ôi nó quay kìa. Đấy, ôi nó quay, không phải nó quay. Nó lượn rất dịu dàng nhá. Nó về nó rất quay, là quay rất dịu nhá. Nó cứ bác thấy không? Nó đảo, ôi giời. Đúng không? Nó vui. Đấy, nó vui không? Đấy, nó quay kìa. Ôi quay như nước chảy. Bác bảo là ngày hôm qua bác điện cho em bảo là có liệu có cơn ốc màu da cam không. Em bảo là cứ ngày mai đi thì biết, nên sao mà nói trước được, nói trước bữa hôm qua. Chủ nhà cười chết. Ôi giời, kìa thấy không? Đấy, thấy không? Ôi giời, nó lượn này. Thế này xem sao mà chán được. Không muốn ăn cơm tối luôn. Ôi giời. Sắp mồi ra rồi chắc kéo đây thôi. Cười. Cười. Nó năm năm mới tươi cơ. Bạc hết cả râu. Bạc hết cả râu. Ôi giời. Như lắc đẻ. Thế là vui lắm rồi. Đấy. Ôi thì tối nay ôm vợ ngủ không có mẹ mơ mảnh đất gì nữa. Đừng nói yến yến ngay, đừng nói em yến em yến rồi nó lại tát cho cái sưng mỏ lên rồi. Đấy, à, bắt đầu đấy. Theo ông vùng chân tốt mà. Đấy, bắt đầu vào đấy. Úi giời, nó vào vậy. Rõ ràng bác chẳng nghe tiếng âm của em bao nhiêu đâu, nó lách tách một tí. Thực sự ra mấy quý vị rằng âm thanh ở miệng nó đó là một tín hiệu thôi nha. Còn quý vị mở to mà để gọi nó đến thì không bao giờ có đâu nha. Thực sự âm thanh các vị phải hiểu rằng là âm thanh chim yến là một tín hiệu để con chim nó vào. Và âm thanh đó là âm thanh giả lập, thiết lập ban đầu cho nó thôi. Chứ không có phải là cái mình mở càng to bao nhiêu để chim nó đến. Không có đâu, không gọi đâu. Mà vấn đề gọi chim là tự nó gọi nhau. Bầy đàn mình nó gọi nhau. Đúng rồi, chính xác. Khi một con nó tới đây nó cảm thấy nó được. Thích rồi. Nó cái thứ hai ấy là vấn đề mà để được chơi như ngày hôm nay thì vấn đề môi trường mình nhả vào bên trong.
khí nhiệt bên trong nó mới có được tạo ra hiệu ứng như thế này. Chứ không có phải là tôi mở cái âm hay mà mở cái âm to. Thấy chưa? Bác phải hiểu vấn đề. Âm hay âm to nó có đến đó, nó chỉ đảo 1-2 vòng. Đúng rồi. Đấy thế thì bác cứ thấy nó nước như nước chảy như thế này, như thác chảy như này thì lần sau mà bây giờ là giờ còn giờ này nó còn đi đâu được nữa đây. Đúng không? Đấy, nó cứ vào như thế này thì nay là thật sự là nhà mình không phải xem trên kênh YouTube. Đây, đúng xa kia có phải mấy trăm mét không? Đấy không? Đúng không? Đấy anh em mình ngồi cái này nó còn bay chẳng trên đầu mình luôn này này. Đâu có sợ sệt gì đâu. Đấy nó kêu lét ép cả. Cái này có tính hôm nay phải hơn 1000 con. Này. Đấy nó không có cần phải là mơ gì nữa là nó là thật rồi nhá. Đấy nó kêu rèn trời chưa. Tút tút rồi đéo đồ nó kéo về. Cũng có một số người hỏi tôi là anh có bùa phép gì không? Nó chả có bùa phép gì cả, làm gì có bùa phép gì. Lần trước tôi làm phim ở dưới này là dưới kia có một cái cô thằng nói đang hái rau. Ông này ông đọc thần chú hay ông lẩm bẩm thần chú và rõ ràng một mình tôi quay tôi nói chuyện một mình. Ông bà ấy bảo chứ ông kia ông đọc thần chú gì ạ, đi nói một mình đọc thần chú thì cho chim về. Thực sự ra mình vừa làm kịch bản vừa mình làm đạo diễn mình vừa là quay phim luôn nên là mình tập trung không biết người ta nói cái gì. Nên là cô ở chứ à nó đang tiếp lên kia kìa. Đấy, xa không có phải là 500 mét à, nửa cây số là thấy không. Trước nghe chú bảo tầm 300 mét thì làm gì tới 300 mét. Đúng thực sự ngay là nó tầm 500 mét. Thực tế cái âm này nó đã phóng ra tít xa nhá. Mở cửa lỗ này mở nhỏ thôi nhưng mà nó đi ra rất xa đấy anh ạ. Chứ không phải là ít đâu. Vì mình đang dùng cái thao giao thoa âm. Giao thoa âm mà cái mình đặt cái tần số. Tần số đi theo cái thiền vật lý ấy, gọi là tần số âm ấy. Nó từ xa là nó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái thứ hai nữa mình đang dùng cái lỗ thần thánh. Lỗ thần thánh để nó đưa âm lên trên. Khi mình làm được cái khí cái nhiệt tốt nó sẽ đưa âm lên trên nóc trời. Thì chính cái âm nó cũng là tạo một cái hiệu ứng như nhà chim. Chứ không có thần thánh gì cả, không có bùa chú gì cả. Khổ lắm. Tại vì ông đặt cái lỗ là lỗ thần thánh. Đấy thì người ta gọi là lỗ gì ông thì gọi giếng trời ông thì gọi đặt nó là thần thánh. Đấy, thì em bảo là lỗ thần thánh thì em đặt ra tên thì gọi lỗ thần thánh cho nó vui. Đúng không? Thì người ta nghĩ là ông này chắc là có bùa phép gì cho nên là đặt lỗ thần thánh à? Nên là nhân viên kẻ nó đục lỗ thần thánh phát là biết đập lỗ gì rồi. Tại vì cái lỗ thần thánh nó rất là nguy hiểm mà cũng rất là thuận lợi. Nếu mà anh đục to quá không được. Nó hút khí nhiều. Nó hút khí nhiều quá, nó làm mất nhiệt luôn. Mất ẩm luôn. Nó vào đâu đi. Vào ra là đi hết. Nhưng mình làm nhỏ quá thế này cái nhà nó bị bí và hầm khí. Nên là muốn làm được lỗ thần thánh thì mình phải tính diện tích. Tính tổng thể tích khí ở trong cái nhà yến của mình và tính cái độ luân chuyển khí và giữ được bao nhiêu nhiệt, giữ được bao nhiêu ẩm ở trong đó mình mới làm cái lỗ bên kia. Đấy. Vậy cho anh hỏi là ví dụ như là mình tính bao nhiêu mét khối khí trong bao nhiêu mét khối trong nhà thì là được một lỗ thường ra. Thường ấy là cứ khoảng là 100 mét vuông ấy là khoảng tầm 20 cm, nhưng mà nó biên độ này khác nhau. Ví dụ nhà của anh là 500 mét vuông thì nó thì khoảng tầm 80 cm, 500 mét vuông. Mà đục cái xong hay không là buồn em là khi đục trên cái lỗ đó là cái ông đục ấy ông biết được cái lượng khí ra đó là bao nhiêu bay để bay lên là ông bắt đầu đến đoạn đó là ông dừng lại. Cảm nhận của cái người đục lỗ khí đó khi bay lên phực một cái mà quét ra tiếp thì bắt đầu nó lờ đờ dần. Nó không có nhiều nữa thì đến nó hãng lại dùng tầm, tôi không tầm. Nhất thiết phải 80 cm. Nên là cái cảm nhận của cái người đục lỗ khí đó cũng là một nghệ thuật. Và cái người mà bịt cái lỗ ở dưới mở cái lỗ dưới kia, nếu mà ông có đục lỗ to cái thì dưới này phải bịt bớt lại. Đấy. Nếu mà không bịt lại thì vào đến đâu thì đúng rồi, thế là mình phải gì đầu xuôi đuôi nọt. Mình làm sao mà hòa hoãn sao cho nó tốt chứ không có phải là mình thích đục bao nhiêu thì đục, muốn mở bao nhiêu thì mở. Ví dụ tại sao nhiều lúc nhiều nhà là phải mở nhiều lỗ, nhà mở ít lỗ, nhà mở lỗ to mở lỗ nhỏ.
nó thuộc về tinh tế trong nghề nghiệp. Cái này thì mỗi một nhà nó cá thể, nó không có giống nhau, cá thể hóa nghìn nhà là nghìn và, nhà khác nhau và nó không có giống nhau được nhau. Cái điều thứ hai nữa là mỗi một cái vùng lạnh nó khác và vùng nóng nó khác, vùng gió nó khác. Ví dụ là đơn giản là ví dụ như em làm ở Phan Thiết thì cái chim ở Phan Thiết, Bình Thuận, Phan Giang, Phan Thiết thì nó ở gần biển thì tốc độ bay của nó vướng cực mạnh luôn. Tức là nó bay phải lúc nào cũng có sức mạnh của nó. Thì mình làm trong nhà yến trong đó phải có sức mạnh của gió, phải khí nhiều lên mạnh cơ thì nó mới xuống. Anh hiểu theo vùng em hiểu anh hiểu ý không? Thế tại sao mà làm ở cái nhà yến ở Phan Giang, Phan Thiết, Bình Thuận nó gió như thế, mình phải mở nhiều lỗ ra, bung ra thì bắt đầu khi nó mới đủ được, nó mới hạ được cánh con chim. Vì nó là luôn luôn phải đi chịu với gió nhiều. Thế mà ông về Đắk Lắk, ông về Gia Lai mà ông mở nó cũng tấm bảy mạnh phát là con chim vào phát vọt ra ngoài ngay. Đó là vấn đề, nó là cả một nghệ thuật nữa. Vậy là có nghĩa là nói là con chim theo vùng là vì lý do đó. Đi vùng là vùng do là nó ăn ở đó, nó đi ngược gió nhiều. Nó đi ngược gió nhiều thì mình phải làm cái khí cho nó đền thật mạnh lên thì nó mới xuống. Đấy chưa? Bác hiểu vấn đề chưa? Đấy thì nói cho khán giả biết, tôi cũng chả giấu gì đâu. Nhưng đó sự tinh tế của kỹ thuật thôi. Và bây giờ nó vào cực kỳ ok này. Đấy. Còn nhiều lắm nha. Thì nó quay cái này. 500 mét tít ngoài kia đứng lên. Cực kỳ không? Bác thấy tuyệt vời không? Thế này biết là chừng nào ấy nó vào tôn thút thôi. Mãi nói chuyện quá từ nãy giờ không bình luận gì cả. Không, nó như thế nó thật mà. Đấy, nó vào đấy. Nó vào đấy thưa quý vị. Nói chuyện về âm thanh thì nó lại vui nữa. Âm thanh thì nhiều người cũng hỏi tôi là sao đến anh lại phải thay âm. Đúng rồi, nhiều nhà cái âm nó dở quá mà chịu không chấp nhận được thì phải thay. Đúng đấy. Nó còn cái âm mà nó tốt mà tôi phối lại được thì tôi sẵn sàng phối thôi, không có gì cả. Nhưng mà nói thật ra âm thanh nó không phải là yếu tố quyết định thắng cơ nhảy yến đâu thưa quý vị. Âm thanh chỉ là một phần nho nhỏ thôi. Vâng, đấy nó sắp sắp đó mà. Âm thanh là một phần nho nhỏ thôi, không có phải quyết định ngôi nhà yến đâu. Mà quyết định thành công ngôi nhà yến là kỹ năng vận hành và hiểu vấn đề. Và cái môi trường ở trong nhà yến sáng khí nhiệt cho nó ổn định. Ok là nó sẽ ok thôi, không có gì cả. Và vấn đề mà quyết định đến 80% nữa là vấn đề là vận hành và cái vị trí ngôi nhà yến nữa nha. Nên là cũng một số nhà yến tôi nếm tôi làm ấy thì nó đặc thôi, chứ còn bảo là xuất sắc thì cũng một số nhà không xuất sắc được đâu, cũng hơi khó đấy. Đấy là không phải, tôi cũng không phải là thần thánh gì, tôi cũng là người trần mắt thịt mà chạy bằng cơm nhưng không chạy bằng điện, nên là nó cũng là do nằm ở cái vị trí không được tốt. Đúng rồi cái vị trí tốt. Mấy hai là nếu mà có vị trí tốt mà cái nhà chim ở khu vực đó mà ta mở âm in đồ quá nhiều nó bị loạn âm. Dạ. Ví dụ như là Hòa Công, Tiền Giang. Ví dụ như là các tỉnh miền Tây, Hòa Công, Tiền Giang hoặc là cái vùng Gạch Giá, Kiên Giang, những vùng đó là tương đối khó. Phước Long, Bình Phước ở trên đây thì có thành phố Buôn Ma Thuột, nó hơi khó một tí. Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum thì cũng còn làm nhà yến cũng là được đấy, không có nỗi lắm đâu. Vùng chim vì cái này nó là rốn yến của khu vực là miền Trung, từ Khánh Hòa đi vô, khi mà có bão gió là nó sẽ rốn. Và khi này cái và hai là nó giáp các Campuchia này thì cái nguồn thức ăn tương đối là rộng rãi nên là nó cũng thuận lợi trong vấn đề nhà chim. Nhưng mà nó khó một cái là chỉ có mất 2-3 tháng thì nó hơi gió hơi nhiều. Mất cái mùi gió. Gió hơi nhiều. Cái mùi nó nhưng mà thực sự gió như này thì bọn em làm này thì cũng ok rồi, đâu có gì đâu. Phải suy nghĩ gì. Như mai mốt đến cái mùa gió lớn là... Anh em đã xử lý cho bác rồi, bác vận động. Anh em đã xử lý rồi. Vì mùa này chuẩn bị mùa gió nên anh em đã làm cái co cho bác rồi. Bác không phải quan tâm gì nữa. Được chưa? Cảm thấy dạ. Thay đổi thì... không, cái nhà này thì đã bỏ Tuấn là làm là tương đối là ok rồi, không có gì cả, không phải canh hai âm ly thôi, lau rửa vi sinh nhân xịt rồi nhé. Đấy, bây giờ nó vào nhảy vào như thế này thì em nói thật thì bác thì còn gì đâu để nói. Ui, mới cũ thì phải vào hết à. Mới nó có bay qua, nó cũng đến cây cầu mới bắt đầu. Không, nó lại quay lại. Nó quay lại này, bác thấy nó quay không? Đám này chỉ vào hết chứ. Vào hết rồi. Mấy em thứ tư là phải vào hết. Thực sự ra làm YouTube thế này thì cũng kể chuyện, anh em nói chuyện để cho tất cả khán giả nghe. Và
cảm thấy nó đúng thì họ theo, không đúng thì thôi. Có những căn nhà có những cái tình trạng nó cũng tương tự như nhà mình, họ xem thì họ cảm giác còn thấy đúng thì họ theo. Chứ còn thực tế ra là là nhà Yến thì cũng nhiều thầy lắm, nhiều thầy lắm. Em thời gian đầu thì ném đá u cả đầu luôn. Mấy ông bán mồi, mấy ông bán to, mấy ông bán phân, ông ném cho xuống hết cả óc này. Nhất là mấy ông bán pháo cối. Ông bán pháo cối, ông chửi giờ. Em thì em chả bán hàng cho ai. Ui trời ơi, sao nó bài kinh thế này. Giờ mới đến cầm nó về. Em thì em không bán hàng cho bất kỳ cho ai cả. Cái gì tốt thì nó là tốt thôi. Ôi giời, ôi trời ơi. Đấy. À, nó như dòng thác chảy đó thưa quý vị. Và chúng tôi làm nghề rồi đấy. 500 mét. Đấy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Và đấy, tuyệt vời không? Không biết chừng nào mới hết nhỉ? Ok là cứ thế vào thôi. Ôi, nó quay cái tròn thế này, ôi trời ơi. Đấy, màu ngọt chưa? Bác bảo em có cơn lốc mà nó cam không, hôm nay không phải nó cơn lốc mà nó lốc mạnh luôn đấy. Nó lốc và lốc mạnh luôn chứ không phải lốc. Đấy, úi giời. Ôi giời, nó vào kìa, nó vào ngọt không? Ôi giời. Ôi giời. Chưa, thấy là nó vào ác cầm chín không? Giờ ôi, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị video clip lần sau. Thân ái, tạm biệt quý vị.